Linh kiện RC test flycam 881 anh hướng. Flycam anh hướng anh báo là bay tầm 20-30 mét thì máy tự bay về. Thì bây giờ em test cho anh chức năng này nhé. Thì cái này khả năng cao là do cái sóng của khu vực anh nó yếu, thì khi nó mất sóng là nó tự bay về thôi. Ở đây bên em hiện tại GPS đang là 11 điểm, sóng đang rất khỏe. Để bay lên đây nhá, nó bay cao hẳn lên tầm 15-16 mét rồi. Đây, hiện tại là 19 mét. Em bay xa đi. Đây, ngoài anh kia đang hơi thấp hơn cây, em cho bay cao hẳn lên. Đây, hiện tại đang là 35 mét rồi, 36 mét, máy vẫn giữ yên ở đấy. Không bay về, em bay xa một chút nữa. Đây, 60 mét, máy vẫn ở kia thôi, không bay về nhá. Đây, em quay lại, để zoom lên. Chả thấy cái máy đâu hết, nó không bay về nhá. Đây, hiện tại đang xa 60 mét, máy không bay về. Vậy nó kéo về này. Đấy, máy của anh bay rất bình thường, 40 mét, 30 mét vẫn ở đấy. Ok, máy cam anh hoạt động ổn định rồi. Bên em xin phép gửi trả lại máy cho anh ạ.